ơi, nó hồi hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim là bịt 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 bịt, giống như là chịu không nổi luôn, quá sợ luôn á. Dạ. Sợ gì vậy? Sợ, sợ hồi hộp, sợ, sợ bị xỉu á. Nó hồi hộp quá nó bị xỉu. Vui quá sợ xỉu phải không? Không, sợ. Sợ quá sợ xỉu. Nam mô Đa Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Đề Dạ Tha Di Di Đô Bà Tị. Hai Di Di Đa Tất Nam Bà Tị Di Di Đa Tị Cha Lâm Đế Di Di Đa. Trời ơi cái mâm què gì vậy? Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, đây á, là team của mình nè. Sau khi mà đi săn cá nhà táng 7-7-4-9 ngày á mọi người, bây giờ tụi mình không còn gì hết á, chỉ còn mỗi một cái nịt thôi. Bởi vì là bọn mình quyết định là chỉ có đi săn mỗi cá nhà táng thôi mà không có đi câu cá hay làm ăn gì hết á. Nên là bao nhiêu tài sản trong nhà cũng mang đi bán hết luôn, để mà họ sửa cần với lại đi mua cần á, để câu con đấy á mọi người. Và cái thử thách mà câu cá nhà táng của mình thì nó lại kéo dài cả một tuần liên tiếp rồi đó. Mọi người nhìn á, mấy thằng em mình là biết tụi nó bây giờ da đen thui rồi, tới nỗi không còn tiền mà mua kem chống nắng luôn á. Rồi là họ đồ ăn á thì không có mà ăn, đợi mấy con chim hải âu á nó đẻ trứng xuống á, xong lấy cái ốp la ăn vậy đó, chứ cũng không có đồ ăn luôn. Riết á, rồi cứ đi săn cá nhà táng dày hoài á, chắc tụi mình còn mỗi bộ xương không luôn đó mọi người. Và trải qua một tuần săn cá nhà táng thì hôm nay á, mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện săn cá nhà táng tuần này của mình nha. Và cái con cá đầu tiên á, mà trong cái hành trình săn cá nhà táng của mình á, đố mọi người biết là con gì á. Và cái con cá này thì nó bóng bốn nha. Bây giờ mình sẽ kéo lên cho mọi người coi nha. Là một con cá cam mọi người ơi, mình không biết tại sao nó tên là cá cam nữa, mà cái màu của nó là màu xanh màu vàng mà gọi là cá cam. Thứ hai đó là một con cá nạng hải, mình hay bị nhầm tên con lắm mọi người, mình cứ gọi là hải nạng hoài luôn á. Và đây á là cái bóng năm đầu tiên. Mình thấy dạo này á, cái game này nó cho ít bóng năm lắm luôn á mọi người, phải mấy ngày nó mới ra á. Đố mọi người biết là con gì á? Đó chính là một cái ông cá mập mũi cưa. Cái con cá mập này á, phải nói là khi mà mình đi săn cá nhà táng á, nó ám mình hơi bị kinh luôn á. Nó và một đứa nữa, đó chính là cái thằng chuẩn bị lên này nè. Hai cái thằng mũi cưa và cái thằng đầu búa. Nó ám mình á, thì phải nói là bây giờ mình có tới 6 cái ông mũi cưa và tới 6 con đầu búa rồi mọi người. Mình vẫn không chịu lên táng. Thà như á, nếu mà nó không lên táng á, nó lên cho mình cái con cá voi sát thủ thì nó cũng an ủi hơn đó mọi người. Mình hối hận lắm luôn ấy, tại vì hôm trước mình có làm cái clip đó là hướng dẫn mọi người câu cá đầu búa ấy. Bây giờ kiểu mình bị ám ảnh cái con đấy luôn ấy. Cái khúc này này mọi người là mình bắt được một con cá voi sát thủ nè. Cũng nói như là kiểu an ủi hơn chút, bởi vì là nó không có trúng hai cái ông kia ấy, chứ mình sợ hai ông kia lắm. Và cái quá trình mà săn cá nhà táng của mình á, thì mình vẫn quyết tâm là săn ở thuyền vàng mọi người ơi. Mình vẫn không đổi phong thủy luôn, mình cứ ở thuyền vàng thôi, để mình coi cái con cá nhà táng nó lì như thế nào nha. Mấy đứa em mình á, thì đã bắt được hết nhà táng rồi, còn đúng mỗi mình là không bắt được thôi. Giống như kiểu là mình bị lời nguyền với cái con này hay sao ấy. Mẹ con nào mình cũng có hết trơn á, chỉ trừ đúng một cái con nhà táng mà mình không có. Hôm bữa mấy bạn nói là cá heo hồng là cá hiếm nhất trong game á, nhưng mà không phải đâu, mình nghĩ con cá nhà táng này á mới là con cá hiếm nhất trong game á. Nó kiểu lì ơi là lì luôn ấy. Và ngoài cá cam ra á, thì cái bóng bốn mà mình bắt được ở trong cái tuần mà đi săn cá nhà táng tiếp theo này của mình rất là nhiều luôn. Nhiều nhất á là cá đầu đinh đó mọi người. Không biết mọi người có bị ám ảnh với con đấy không? Con đấy nó tên là cá thương á, nhưng mà mình hay gọi là cá đầu đinh á, bởi vì cái mũi nó nhọn y như là cái đinh á. Gọi vậy cho nó lẹ, chứ gọi cá thương cũng vậy à. Đó, đây là một con cá ngừ vương miệng này mọi người. Đợt này á, mình đi bán mấy cái con bóng bốn ấy còn nhiều ơi là nhiều ấy. Nhiều hơn cả mấy con cá mà mình hay đi farm tiền như là cá vực đồ á. Tại vì mình toàn là đi săn cá nhà táng á, mình đâu có thời gian mà đi farm tiền đâu mọi người. Nên là mình bán bóng bốn rất là nhiều luôn. Mẹ con cá mà chả bé à, mẹ chỉ có giá tầm trăm mấy à, bằng hai con lươn biển thôi. Mẹ nhiều khi mọi người cảm thấy á, là khi mà đi săn cá mà bóng bốn á, mình cũng bị đau tim không vậy? Đó mọi người thấy không? Mình nói rồi, hôm trước mình nói mình là nữ hoàng bóng bốn, mọi người không tin đâu. Mẹ đúng là bóng nữ hoàng bóng bốn thiệt rồi, còn gì nữa. Toàn là cá ngừ nè, cá cam, cá thương á. Ba con đấy nó ém cuộc đời mình hơi bị kinh luôn ấy. Lúc nào mình cũng gặp bọn nó riết mình em ảnh luôn á. Và bây giờ khi mà mình đi săn táng á, thì mình đã có một quyết định mới, đó là mình sẽ bỏ luôn cả bóng bốn mọi người ơi.
Bởi vì mấy cái con bóng bố nó vừa làm cho mình đau tim, bán thì không được bao nhiêu tiền hết á, mà thả vô bể mình cũng không có thả nữa. Nên là sau clip này á, mình nghĩ là mình sẽ bỏ hết bóng bố đi nha. Không biết có bạn nào còn nhớ thời gian sang nhà táng không? Đó là từ phút thứ 00 cho đến phút thứ 5 với lại phút thứ 35. À đâu, phút 30 đến 35 nha mọi người. Đợt này á, mình không có đi hải đăng, không đi đâu hết á, mình cứ ở đúng một cái thuyền vàng thôi. Nên nếu như bạn nào mà muốn gặp mình á, thì ra thuyền vàng là gặp mình liền luôn. Lâu lâu á, thì bóng bốn mình ăn may mình gặp những cái mập mọi người. Ôi mình coi từ đây mình mệt lắm luôn rồi đấy. Toàn là bóng bốn mà kiểu mấy cái con cá vô cùng là quen thuộc luôn ấy. À rồi còn một điều nữa, đó là đợt này á, quá trình săn nhà táng của mình kiểu nó hơi bị dừng lại đấy mọi người ơi. Bởi vì một ngày á, mình chỉ được săn có 600 lần dịp cần câu à. Khi mà mọi người thả cái cần câu xuống là nó tính là một lần câu rồi. Nên là nếu như mà mình bỏ bóng á, mình cũng bị tính là một lần. Nên là tổng cộng là chỉ được có 6 lần thôi. Nếu mà không á, thì hết cái 600 lần đó mọi người, thì mình sẽ không có được câu nữa. Nên là cái game này bữa nay á, nó không cho mình làm ngư dân nữa rồi mọi người ơi. Nó bắt mình đi phải đi chơi á. Không biết mọi người đã có ai mà săn được nhà táng chưa? Sao mình thấy mình xui ghê luôn á. Mình săn nhà táng tính ra là 2 tuần rồi mọi người, mà nó không chịu ngoi lên. Nếu như vậy hoặc là nếu mà nó có ngoi lên á, thì mình cũng bị đứt dây à. Lại nói vụ đứt dây nữa, hôm trước có bạn nào nói với mình á, là đi săn cá nhà táng mà dùng cần gỗ mọi người, thì nếu mà gặp nhà táng là lên 100%. Nhưng mà mọi người có cảm thấy giống như mình không? Nếu như mình cầm cần gỗ mà tự nhiên bóng năm mà xuất hiện một cái là giống như là tim gan mình rụt hết luôn rồi, còn đâu nữa mà dịch nữa. Bởi vì mình cứ mặc định là nếu mà xài cần gỗ thì sẽ không bao giờ mà vớt được bóng năm đâu mọi người ơi. Nó sẽ đứt dây ngay ấy. Mình sẽ có một con bóng bốn tiếp theo nữa nè. Ủa mọi người biết là con gì luôn á. Có ai bị nhiễm lời nguyền đối với cá nhà táng giống như mình không? Mình kiểu bị nó ám rồi mọi người ơi. Mình thề mọi người luôn, mình bắt được con cá nhà táng á là mình sẽ thịt nó luôn á. À cái khúc này hay lắm nè. Lúc đầu là mình bắt được một con voi sát thủ nha. Và ngay sau đó luôn mình lại có một bóng năm nữa xuất hiện mọi người ơi. Thật là ảo ghê luôn á. Chính là nó nè. Về đây là phút thứ 34 á mọi người. Nhưng mà rất tiếc mọi người coi đi, có tức không? Tự nhiên cái con voi sát thủ á, thì bắt được, cái con cá nhà táng thì không bắt được. Thôi video của mình chắc tới đây là dừng lại nha mọi người. Bởi vì á, mình đã săn cá một tuần rồi mà nó vẫn chưa ra. Có ai có bí kíp gì mà săn cá nhà táng không, chỉ cho mình với. Chứ bây giờ mình mệt quá, mình về là bóc. Phải giống như kiểu là bóng bốn này với lại cả ba cái con mũi cưa với đầu búa mình bị ám ảnh rồi mọi người ơi. Không biết là mình đang suy nghĩ mình có nên dừng lại cái hành trình săn nhà táng của mình ở đây không. Chứ bây giờ là mình nản, ơi là nản rồi đấy.